Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rò rỉ tin nhắn Hoa hậu Khánh Vân lo sợ ekip buông lòng khi không vào top 10, đọc mà thương gì đâu. Sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2020 đã chính thức diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của người hâm mộ. Nguyễn Trân Khánh Vân, đại diện Việt Nam được xướng tên trong top 21, người đẹp đồng thời cũng nhận về nhiều lượt bỏ phiếu, cao nhất trong lịch sử chương trình. Dẫu vậy, rất tiếc Khánh Vân đã không thể lọt top 10 chung cuộc, ngậm ngùi dừng chân tại top 21. Người hâm mộ dù tiếc nuối nhưng vẫn lên tiếng ủng hộ và động viên nàng hậu, khẳng định dù không chiến thắng tại cuộc thi nhưng cô vẫn là người giành được trái tim của hàng triệu khán giả. Mới đây, một thành viên trong ekip cùng đồng hành với Khánh Vân tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế đã hé lộ tin nhắn của cô nàng gửi tới khi không thể lọt sâu vào trong đêm chung kết. Theo đó, dù hiện tại chính người đẹp mới mang nhiều tâm trạng, cảm xúc khi nhìn lại hành trình mà mình đã bước đi, cô vẫn lo sợ ekip sẽ buồn lòng vì bản thân đã dừng chân tại top 21. Người đẹp nhắn gửi, cả nhà đừng buồn em nha, đính kèm icon thể hiện tình cảm đối với mọi người. Chỉ với đôi dòng tin nhắn cũng đủ để thấy, nàng hậu luôn nghĩ tới mọi người trước, cô quan tâm lo lắng cho ekip mình nhường nào. Đặc biệt, bản thân nàng hậu cũng mang nhiều lo sợ bởi tất cả đã bỏ thời gian và công sức đồng hành cùng cô trên chặng đường gian nan này, nên có thể không tránh khỏi sự thất vọng. Tuy nhiên, đáp lại những suy nghĩ của Khánh Vân, có lẽ chẳng ai trách móc hay buồn lòng điều gì, vì trên thực tế người đẹp đã làm hết mình và cũng cố gắng rất nhiều cho cuộc thi. Trên trang cá nhân, Trần Việt Bảo Hoàng Cell Uni Media đã có chia sẻ đầy xúc động gửi tới Khánh Vân. We love you, chúng tôi yêu em đã chiến thắng trái tim của hàng triệu khán giả để trở thành người thắng giải bình chọn có nhiều lượt bỏ phiếu nhất lịch sử. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới nàng hậu vì một hành trình không thể quên. Sau tất cả, nàng hậu cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ khi đã luôn theo dõi và ủng hộ cô. Dừng chân tại top 21, tuy nhiên nàng hậu vẫn luôn là người chiến thắng, nhận được trọn vẹn sự yêu mến của khán giả cả trong và ngoài nước. Bạn nghĩ sao về hành trình của cô nàng trên đấu trường sắc đẹp quốc tế? Chia sẻ dưới bình luận nghe nhé! Cùng đón đọc những tin tức về chuyện sao Việt mỗi ngày trên Gian nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!